Em chào các bác và các anh chị em đam mê hoa lâm nhé. Hôm nay thì em có một ý kiến giả hạt EASO để chia sẻ cho các bác và các anh chị em cùng siêu tầm. Hôm nay thì em có là 8 hình nha các bác nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 8 hình nữa. Thì những hình dưới này thì là hình rẻ, nhưng mà này là hàng kiếm nhá. Thì em bắt đầu hình 1 nhá. Thì các bác xem nhé, em không ghi cái giấy tờ nào là hình nào thì các bác cứ theo dõi thì vì ít quá rồi. Đây là một kiếm nhá. Đấy. Cây này thì quá là đẹp luôn. Đấy, rất là ổn định nữa, rất là tươi luôn. Đấy, cái dây rúc này thì rúc sợ nó rúc nó an toàn ở đây thôi, mừng gốc nó không bị sao nhá. Đấy. Đấy. Một kiếm này. Một kiếm. Dài được 5 cm thôi kiếm này đấy. Kiếm này là dài được 13-14 cm nhé. Kiếm đỏ rất là tính, rất là đẹp luôn. Chưa có sổ con này nào đâu nhé. Đấy. Mình bảng rất là tươi con nhé. Đấy. Kiếm này, hai kiếm này là em bán là 250k nhé. Đấy. Tiếp theo là hình số 2. Hình số 2 này, một con kiến lá nhựa rất là đẹp, thân tính rất là tuyệt vời luôn nhé. Đấy, nguyên bảng mới chạp về đây nhé. Một con kiến này dài được 10 cm. Và một kiến này thì nó hơi bị dợt cái lá nó một tí nhưng mà không sao đâu. Kiến này là 3-4 cm thôi. Hai kiến này là em bán là 250k. Rồi, tiếp theo là hình số 3 nhá. Một con kiến này rất là tươi luôn nhá. Và quá là đẹp luôn. Con kiến nhá. Được 4 cm thôi cái này. Đấy. Và một cái rể. Hai cái bần tơ giặt trước thì nó bị con gì cắn hay là con gì ăn rồi thì ra lại bần tơ như này, còn chưa thắt ngộm nha các bác, như các chị nhé. Đấy. Hình 3 này em bán là 250k nhé. 250k một rể và một kiếm nhé. Rồi 250k. Tiếp theo là hình số 4 nha các bác nhé. Đây là hàng kiếm thôi, một kiếm đỏ rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Hai kiếm nhá. Hai kiến quá là tuyệt vời. Ba kiến nha. Đấy. Bốn kiến nha. Quá là đẹp luôn nha các bác nha. Và cái thứ năm là một cái kỳ. Thân già nó bị cây gốc của nó là bị chết rồi. Chỉ thấy một cái kỳ này thôi. Đấy. Bốn kiến một kỳ nha. 250k nha các bác nha. Đấy. 250k. Tiếp theo là hình số 5 nha các bác nha. Số 5, 2 kiến. Một kiến này dài được 13-14 cm nhé. Tính rất là đẹp luôn. Quá là tính nha các bác nha. Cái này quá là tính. Đấy. Nguyên bản với bóc rừng với ESO về. Đấy. Một kiến, hai kiến. Hai kiến này dài bằng nhau thôi, 13-14 cm nhé. Hai kiến này là 250k nhé. Rồi. Tiếp theo là hàm dề đây nhá. Hàm dề, một cái dề dài được 30 cm hay là 35 cm gì đó nhá. Nguyên bản bốc về. Hay dài cục đây này, cục cho nó ăn tuần cái nguyên bản này thôi. Đấy. Rồi, đây, dề này thì em bán là 270.000 nhá. Đấy, 270 nhá các bác nhá. Dề này đấy. Rồi, 270. Hay trong 7 là hình số 6 nha các bác nha. Hình số 7 đây là một con kiến đá nhựa rất là đẹp. Đấy. Quá là tuyệt vời luôn. Đấy. Cái này thì em bán là 300.000 nhá. Chị nào chốt thì đem hẻ nhá. Đấy. Quá là tuyệt vời luôn nha. Số điện thoại thì em để trong tiêu đề thôi nhá hôm nay nhá. Và một con dề rất là đẹp luôn. Nguyên bản rất là tươi. Đá này nó bị giật một tí nhưng mà không sao đâu các bác nha. Đấy. Dài được 40 cm. Cái này thì em bán là 300.000 thôi nhá. 300k nhá. Anh chị em nào chốt hình nào thì hẻo với em nhá. Anh chỉ có 8 hình thôi hôm nay này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 thôi nhá các bác nhá. Anh chỉ có 8 hình thôi hôm nay nhá. Thì anh chị em nào chốt hình nào thì liên hệ nhá. Rồi, em chào các bác và các anh chị em đam mê hoa lan trên cả nước nha.